cao hay thấp của một ai đó là phụ thuộc rất nhiều vào góc quay của người quay phim, mọi người công nhận không? Đặt góc quay đúng chỗ thì coi như là người quay, cái người chủ thể sẽ rất là cao, mà đặt góc quay sai chỗ thì người chủ thể sẽ rất là thấp. Trong xã hội này cũng vậy, nếu chúng ta biết tự tôn bản thân của mình lên, biết chỉnh chu thì mình sẽ luôn luôn là người đẹp trong mắt người khác. Còn nếu mình xem nhẹ bản thân của mình và không có quyết định từ tất cả những cái nhỏ nhất thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người cao. Vậy người cao hay thấp nó không hoàn toàn không phải là nằm ở chỗ là cái bên ngoài chúng ta nhìn thấy, mà thật ra nó nằm ở cái bên trong. Hoàn thiện kiến thức, hoàn thiện tất cả những cái điều mà chúng ta cần phải biết mà người ta không thấy được, thì đó mới chính là cái tầm cao của chúng ta. Chứ không phải chúng ta ăn mặc đẹp, trang phục tốt hay là diện cho mình những bộ đồ hiệu mà người khác không sở hữu được mới gọi là cao. Cao hay thấp của một con người đơn giản lắm, nhìn vào tri thức của họ, nhìn vào điều họ làm, cách họ sống là một trong những điều mà mình học được sau nhiều năm tháng khởi nghiệp. Mình tiếp xúc rất nhiều những người có điều kiện kinh tế trong cuộc sống, và bài học mình nhận ra được rằng là trên đời này thật sự con người ta chỉ cao khi con người ta có trí tuệ và kiến thức, đi thật nhiều để trải nghiệm nhiều nơi và hiểu biết tất cả mọi thứ. Đó là một trong những điều mà con người ta sẽ luôn hướng đến, và hành trình hoàn thiện cái giá trị bản thân của mình và tìm lại chính mình là một trong những điều mà Tứ luôn luôn phấn đấu và cố gắng làm. Dù mình sinh ra ở vạch thấp nhưng mà cố gắng phát triển lên, trí tuệ tốt lên, lao động mỗi ngày để trở thành một dòng người rất là giỏi là điều mà mình luôn hướng đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi Sam Anh Tứ trong thời gian vừa qua nha. Mình là Sam Anh Tứ, chia sẻ clip học.